Thế nhưng, các hành động ấy dường như vẫn chưa thể hoàn thành hoàn toàn, bởi cứ dăm bữa nửa tháng, lại có người bức xúc lên mạng chia sẻ hưởng thụ khó chịu khi bị hành khách đi cùng chuyến xe gác chân lên ghế. Mới đây, một cô bé trẻ đã chia sẻ hưởng thụ 4 giờ bay kinh hoàng của chính bản thân mình vì phải ngồi cạnh nữ hành khách công bằng quá đà. Lâu nay, thường chỉ bên trên xe buýt, xe giường nằm hay xe khách mới ghi nhận các tình huống xấu xí. Thế nhưng, trong sự việc mới đây, nữ hành khách đi máy bay chuyến nước ngoài cũng khiến mọi cá nhân bao quanh hết sức ngán ngẩm vì đã dễ chịu và thoải mái khi coi chốn công cộng như nhà mình. Nữ hành khách nằm dài ra ghế, gối đầu lên đùi người ngồi cạnh, gác chân lên một ghế khác. Cụ thể, cô bé Lưu Hải Hậu, 23 tuổi, quê Hải Phòng đất cảng chia sẻ trong bức xúc, mình vừa có chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam. Vì vậy, cô bé Hải Phòng đất cảng đã thông qua chuyến bay kinh hoàng, tưởng chừng như bị tra tấn, kéo dài 4 giờ mà như 400 giờ đối với mình. Mình viết bài này, rất mong nếu cô hay con cháu cô có đọc thì hãy rút kinh nghiệm cho lần sau. Đi mấy tiếng liền ai ai cũng đều mệt cả, cô thích nằm thì có thể mua hạng thương gia chứ đừng làm phiền người khác. Yêu thích du lịch, đi đây đi đó nên Hải Hậu liên tục sử dụng các phương tiện công cộng như máy bay, xe khách. Cũng từ đây, Hải Hậu ít nhiều lần cảm nhận thấy khó chịu khi chạm mặt phải các vị khách thiếu lòng tin khi di chuyển bên trên các phương tiện công cộng. Sự việc người con gái coi chốn công cộng như nhà mình, đi máy bay vẫn dễ chịu và thoải mái nằm duỗi người, kê đầu lên đùi người khác, gác chân sang ghế ở bên cạnh, khiến cộng đồng mạng hết sức ngán ngẩm. Hình ảnh xấu xí cô bé trẻ chụp lại, đăng lên Facebook ngay lúc vừa hoàn thành chuyến bay kinh hoàng nhận nhiều chăm lo của cộng đồng mạng. Hầu hết đều rất chi là bức xúc trước hành động kém duyên của nữ hành khách, đồng thời chia sẻ các tình cảnh gần giống mà mình từng chạm mặt phải khi di chuyển bên trên các phương tiện công cộng. Tuy nhiên, không chỉ có thế cũng có ý kiến bày tỏ sự thông cảm, cho rằng chắc rằng vị khách này chạm mặt luận điểm về sức đề kháng khi đi máy bay, quá mệt mỏi nên mới bất chấp để nằm ra ghế. Dẫu biết sẽ gây khó chịu với người ngồi kế bên, nhưng nếu có thể thông cảm thì mọi chuyện sẽ nhẹ dịu hơn.